Dạ vâng ạ, em xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh YouTube cũng như toàn thể các quý khách yêu âm thanh hàng bãi trên mọi miền tổ quốc các bác nhé. Vâng, thì lời đầu tiên cũng như đầu tất cả các buổi video khác thôi, em cũng không biết nói gì hơn. Cho em gửi lời hỏi thăm tới toàn thể các bác, thật nhiều sức khỏe, các bác thật nhiều sức khỏe thì em vui rồi, các bác ạ. Vâng ạ, thì các bác ơi, cái lô loa LDH của em đây, này các bác nhé, là các bác em đã nhận đơn từ hôm qua, các bác ạ. Là hôm nay vào ngày Chủ nhật, thì làm cả một tuần mệt nhọc thì anh em đóng gói hàng của bên em thì cũng xin nghỉ ngày Chủ nhật, là một tuần nghỉ một ngày. Thì một ngày Chủ nhật thì tất cả cũng không bắt được đi làm, đúng không các bác? Thì cũng các bác cũng làm công ty nhà nước và làm công ty các bác cũng biết rồi, đúng không ạ? Không bắt được người ta. Thì các bác có giục em, các bác cọc như thế này, các bác có giục em, đừng có giục em chậm một ngày, nhưng các bác dùng cả đời, các bác đừng có giục em chậm một ngày, không sao cả, để em kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng cho các bác, rồi em sẽ gửi đi cho các bác vào trong ngày mai các bác nhé. Thì tất cả những đơn đặt hàng của các bác đây, bác thì cọc 500 đây này các bác này. Đấy, bác thì cọc 2 triệu đó. Bác Hải đây thì cọc 2 triệu đó. Bác thì cọc 500, bác Tú thì đây đó. Và bác thì cọc 5,7 triệu, và bác thì cọc 1 triệu, và bác duy nhất có bác ở Huy ở Sài Gòn, cái lô này của em thì bác lấy hay thôi đó, bác về bác làm sự kiện các bác nhé. Và bác này bác cọc bác này bác cọc bao nhiêu, 5,7 triệu luôn các bác nhé. Đấy, và các bác đã đặt cọc em rồi thì các bác chờ em vào ngày mai các bác nhé. Vâng, thì cũng như thường lệ thôi, thì bắt buộc em phải quay video chi tiết cho các bác từng cái vẻ đẹp bên ngoài của nó, cũng như là thiết kế, cũng như là sơn sần của nó như thế nào, và nó độ đẹp của nó như thế nào. Thì các bác trong cái video này các bác ạ, thì em sẽ test nhạc cho các bác nghe luôn các bác nhé. Thì mỗi một lô loa về là em review ít nhất là 3 ngày, là ngày đầu tiên và ngày thứ hai, và ngày thứ ba là ngày test nhạc, là ngày thứ ba là bắt đầu là ngày hết hàng các bác nhé. Vâng, thì đây các bác, thì thiết kế nói về các bác đi mua hàng bãi thì bao giờ các bác cũng cần là cái tiêu chí, ba cái tiêu chí đầu tiên đúng không ạ? À, các bác, cái thứ nhất là chính hãng đúng không các bác, và cái thứ hai là nó còn phải đẹp nữa, và cái thứ ba là nó phải hay, hay thì em bao hay cho các bác một tuần nè các bác nhá, không hay các bác gửi hàng lại cho em. Và cái độ đẹp của nó thì cái loa này nó là nước sơn zin luôn các bác nhá, các bác đẹp mỹ mãn luôn, chứ không phải là em quay một chiếc đẹp đâu các bác nhá, đẹp tuyệt vời hết cho các bác. Các bác đẹp tuyệt vời hết cho các bác đây. Là sơn sần của nó là sơn sần, màu của em nó là màu, các bác gọi nó là màu gỗ cũng được, mà các bác gọi em nó là màu màu lâu cũng được các bác nhá. Và e căng của nó, logo của nó là LDH đây các bác. E căng của nó là liền họng, chép neo. Đó các bác, thùng cân. Nói về các bác, nếu mà nói về loa thì các bác có công nhận với em rằng là loa thùng cân bao giờ nhìn cũng bắt mắt và cuốn hút hơn là thùng lệch, đúng các bác? Đó là quan điểm rõ ràng. Đấy, em bán hàng thật. Đấy, được thì các bác mua, cơ mà như em nói để cho các bác thuyết phục ở thằng này nó nói đúng, uy tín của nó đấy càng ngày càng cao, thì nó phải nói những cái gì phải khuất phục các bác. Nói chung là nếu mà như nói về loa thì thùng cân bao giờ cũng là bắt mắt hơn là thùng lệch, đúng các bác? Đấy, thì nói về cái dòng loa này thì các bác ạ, nếu nói về sắc đẹp của nó thì không có một điểm chỉ gì trừ, nước sơn zin các bác nhá, nước sơn zin nó đẹp còn tên 98% các bác ạ. Đó, và em cho các bác đi xem về cái qua lại về cái bát của nó lại một lần nữa. Và trong cái video này em sẽ test nhạc cho các bác nghe luôn. Đó, em test hẳn ngoài trời cho các bác nhé. Thì nói về cái bát chép của con loa này, thì các bác, cái bát của con này thì em nói thực sự với các bác là từ ngày em bán hàng đến bây giờ rất chi là lâu rồi mà em chưa gặp cái lô loa nào như cái ông LDH này nó sử dụng củ bát rất chi là khủng. Nếu mà nói về cái củ bát này thì nó bằng với cả củ bát của 40, thậm chí còn hơn luôn. Nó, nếu mà nói về, nói đúng chuẩn một câu, nếu như mà em mà nói và tại vì đập vào ngay mặt các bác đây, ở màn hình nhỏ quay điện thoại rõ nét như thế này, nếu mà nó không to mà em nói to thì em tăng bốc lên thì tự em đánh mất cái uy tín của em, đúng không các bác? Cầm như em không dám nói như vậy là mất cái uy tín đi. Nếu mà nói về cái con bát này thì nó bằng với cả bát súp luôn mất rồi. Súp điện từ của nó 22 côn 100, đúng các bác? Như súp RCF và súp hơi chủ yếu là từ 22 côn 100, đúng các bác? Nhưng con này thì nó đâu có thua gì bát súp. Các bác nhìn đây, từ cái gang tay của em đấy đây, từ của con này cũng 21-22 phân đó các bác nha, từ của nó cũng 21-22 phân. Thì cái từ to như thế này thì đương nhiên rằng cái tiếng bát nó phải khủng rồi ạ, nó phải sâu rồi ạ, đúng các bác? Đó, và từ của nó to nó dày như thế này, đương nhiên cái độ bền của nó phải cao rồi ạ, đúng các bác? Nó phải cao rồi, cái đó là không thể không bàn cãi được rồi, đúng các bác? Và nếu có nói về cái dòng loa này thì họ thiết kế là công suất cao các bác nhá, cái độ loa này, cái con loa này nó là công suất cao các bác nhìn này, tất cả cái lỗ tản nhiệt của nó đây các bác này, cái cổ côn nó là cái gì ạ? Cái cổ côn nó chỉ là một cái lá đơn, lá đồng nhỏ thôi. Nếu như mà tất cả các hãng khác mà thiết kế cổ côn không có lỗ tản nhiệt thì đánh nâu cường độ cao, đánh nâu đánh dài thì nó sẽ nóng lên, là nó cũng bị xuống chất âm đấy các bác nhé, chứ không phải không đâu. Nhưng con này thì nó mát cực kỳ, các bác nhìn này, bốn xung quanh thiết kế là tản nhiệt hết cho các bác,
Đấy, thì các bác nhỉ, nếu như đến lúc mà các bác cái bát nó nhận tín hiệu đánh á, thì cái nhiệt và cái màng này nó sẽ lấy gió vào và nó nhả gió ra, thì nó rất chi là mát. Đó các bác nhỉ. Và màng gói em nó sử dụng là màng chống nước cho các bác rồi. Gương này thống màng chống nước. Đấy, và cái chạm của nó đây các bác. Cái chạm của nó đây là chạm lệch. Đó, các bác nhỉ, chạm ngược. Đó, và râu của nó rất chi là to. Đó các bác nhỉ. Và bát khủng rồi, bát sâu rồi thì nó cộng hưởng với cả tính chép neo. Các bác nhỉ. Bát sâu cộng với chép neo, các bác bát sâu thì các bác chơi nhạc sàn, đúng không các bác? Các bác chơi nhạc remix, tiếng bát nó rất chi là sâu. Các bác hát thì nó cộng hưởng với chép neo thì nó sẽ bay. Con chép neo của thằng LDH này thì nó cực kỳ sạch, và nó sạch và nó tách bạch cho các bác. Giải nào ra giải đấy, sử dụng củ chép neo đẹp kinh khủng không các bác? Đẹp mỹ mãn chứ các bác. Đó, và phân thần của nó đây. Đó, phân thần của nó đây các bác. Đây, phân thần của LDH thì không chạy đâu được, logo của LDH đây này các bác. Đó. Và thùng của em nó thì thiết kế được bằng ván ép bạch dương các bác nhá, bằng ván ép bạch dương, chứ em không nói là thùng gỗ bạch dương. Đấy, như ông nào, như ông quảng cáo quá, ông nói là thùng này làm bằng gỗ nguyên khối của bạch dương, đấy là mấy thằng nói phét, toàn là mấy thằng ăn tục nói phét. Mình nói làm sao nó phải nói cho đúng. Các bác chỉ cần để ý những câu nói của người ta là người ta bán hàng đập vào ngay mắt mình đấy. Cứ gỗ giờ là gỗ nguyên khối của bạch dương. Nói đúng ra là loa bãi thì tất cả những dòng loa xịn chính hãng là họ sử dụng gỗ bạch dương hết. Vâng, thì em mời các bác đi xem về cái trang web của nó đây. Em mời các bác đi xem về cái trang web của nó đây. Các bác vào Google. Đấy, các bác gõ vào đây. Đấy, các bác nhìn đây này. Cái các bác gõ ldh.com là nó sẽ lên. Đó các bác nha. Và các bác gõ vào cái trang này. Đó, các bác chờ 3 giây nó lót ra. Đó, rồi nó đã sẽ lót ra hết rồi đây các bác. Các bác vào đây. Các bác vào trang LDH. Đó. Các bác kéo lên này, các bác vào trang 5. Đấy, các bác vào trang 4. Thì nó sẽ ra. Đây là cái model loa bãi, loa V210 này của em đã hết hàng. Đấy, đây là thằng anh, đây là thằng em, đây là thằng anh, đây là thằng 12. Các bác gõ vào đây. Đó, thì nó ra tất cả các thông số của nó đây. Các bác đọc kỹ giúp em này. Cái dòng loa này nó kinh khủng lắm. V12 này là một dòng loa 2 chiều 12 in này. Cái 12 in nó là 30, đúng không các bác? Với cấu hình bên trong là chỉ có bộ điều khiển này các bác này. Đó, 1,75 in và một bộ loa trung trầm 12 in. Các bác thấy to không ạ? Và dòng V2 này được thiết kế đặc biệt cho KTV. KTV là gì các bác? KTV là nó là karaoke chuyên nghiệp. Đấy, giải trí cao cấp. Đấy các bác nhá. Có thể chịu được hoạt động lâu dài và có thể đáp ứng nhu cầu của các môi trường tăng cường âm thanh. Các bác tăng cường là gì ạ? Tăng cường những quán bar và những sự kiện lớn. Đấy. Phức tạp, những âm thanh phức tạp khác nhau đây các bác nhá. Hiệu suất đỉnh, định hướng xác, chính xác, nó giúp giảm hiệu quả tiếng hú rít này các bác ạ. Nó hiệu quả này, tiếng hú này trong phòng tần số thấp có thể tạo ra trường âm này. Đó các bác nha. Đó, đây là những mưu phỏng cho loa, thì các bác về các bác đọc giúp em. Đó, để em cái mấu chốt nhất của các bác là đang đi tìm cái kích thước và cũng như là công suất các bác nha. Đây góc bao phủ này 80x60 này các bác, mức áp suất âm thanh đầu ra này của chép đấy là 129 dB. Đó các bác nha. Đó, và đây tất cả sơ đồ của đấu music trên đây các bác này. Đó, và đây giải tần của con này xuống đến 50 Hz tới 20 kHz, góc phủ âm thanh 80x60. Đó các bác nha. Độ nhạy của con này lên tới 100, xin lỗi các bác, độ nhạy của con này lên tới 98 dB, và đầu áp suất ra của nó là 129 dB. Các bác nha, trở kháng định mức đây các bác này. Đó, 8 ohm, công suất để quyền lực từ công suất này, công suất của con này lên tới 500 W, và công suất chịu đựng của nó, công suất chịu đòn của nó là lên tới 2000 W. Đây các bác này, các bác nhìn 500 W này, 500 W và 2000 W. Đó các bác thấy cái độ, cái công suất của nó có khủng khiếp không ạ? Đó, và kích thước thùng của nó đây. Đó, và tất cả gỗ của nó đây này các bác, thùng của nó làm bằng chất liệu gì thì các bác đây này, bằng tất cả bằng ván ép bạch dương nhiều lớp. Đó, cái gỗ của nó bằng ván ép bạch dương nhiều lớp thì cái gỗ của nó mùi lúc nào nó cũng có thoang thoảng thơm ngọt các bạn. Đó, đấy. Và về các bác check thì các bác đọc giúp em. Vâng, thì bây giờ em sẽ cho các bác đi
nghe qua hai đồng nhạc em sẽ test ngoài trời cho các bác nhé. Đầu tiên em cho các bác nghe về nhạc cái lời giải cao của nó thì các bác sạch sẽ và bay thì tiếng mic của nó rất chi là hay các bác ạ. Một chiều đàng bơ vơ trên cát, nhìn em đang ngây thơ xõa tóc hững hờ. Ngày lại ngày tôi hay ra đó tìm kiếm chiếc có mỗi riêng người. Những dốc đá em hay đi qua thì tôi đây đi ra chờ sẵn lâu rồi. Bóng sáng đó em đi qua khoảng 50 mét cho các bác nghe nhá. Sao bóng bỏ đi rồi? Giờ một mình. Mỗi bác ủng hộ cho em bằng một nút này đi các bác. À, các bác mua đầy đủ rồi. Các bác theo dõi em như thế này thì các bác động viên em bằng một nút này đi các bác. À, các bác nào chưa đăng ký kênh thì xin vui lòng đăng ký kênh để theo dõi diễn biến cửa hàng của em các bác nhá. Đây, em đứng mốc này, này là 50 mét rồi các bác nhỉ. Các bác nhớ là ở chân noa là một cột điện, đây là một cột điện. Thì mỗi một cột điện là 50 mét đúng không các bác? Mỗi bác ủng hộ cho em bằng nút like đi các bác. Cho tôi xin cơn sóng trí sâu bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Hai cặp này phủ khắp sân vận động rồi các bác. Độ phủ rất rộng, tiếng rất ngọt và rất sáng, tách bạch. Mỗi bác ủng hộ cho em bằng một nút like đi các bác. Tiếng quá sạch, quá hay các bác ạ. Các bác tin tưởng em sẽ hứa với các bác em sẽ không để cho các bác thất vọng các bác ạ. Và gần Tết rồi em ghép những bộ đàn rất chi là nhiều. Em sẽ phục vụ tất cả các bác bằng cái niềm uy tín của em các bác nhá. Các bác nghe tiếng chép tí tách tách bạch, các bác nghe tiếng đàn guitar có rõ không ạ? Một mình lang thang trên cát, lòng tôi như đây em đang đứng, các bác nhớ giúp em đây, em đang đứng là 50 mét đấy. Dồn tình này như bao mỗi bác ủng hộ cho em bằng một nút này đi các bác. Ngày tháng sông đen khóc bên bờ, những phiến đá trăm năm yêu anh chờ anh cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay giống đã phai rồi. Cho tôi xin cơ sóng trí sâu. Em đi dần về các bác nha. Đừng quay ra. Các bác ủng hộ em bằng một nút like đi các bác. Cho tôi xin cơn gió hãy du hơi. Đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời. Để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Các bác nhìn không hề nghe cho anh ta như nào các bác nhìn. Có đã gì các bác. Ngày lại ngày tôi hay ra đó tìm kiếm chỉ có mỗi riêng người. Những sông đá em hay đi qua thì tôi đây đi ra
chờ sẵn lâu rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Các bác ơi, thấy tiếng chép nó ngọt ngào không ạ? Nó có sạch, nó có tách bạch không các bác? Vâng, vậy là em cho các bác nghe qua một đoạn nhạc tiếng bass của nó, để xem cái tiếng bass của nó uy lực thế nào các bác nhá. Bởi vì các bác đang rất đang mong muốn rằng là nhìn cái bass của nó thế này, để xem các bác muốn tò mò tiếng bass của nó như thế nào, đúng không các bác? Vâng, thì em sẽ cho các bác nghe tiếng bass luôn ạ. Em cho các bác nghe tiếng bát của cái thằng nhạc của quán Ba Thái này cơ nè. Các bác thấy không? Cái tiếng bass của nó kinh khủng không ạ? À, tiếng bass sâu cộng hưởng với tiếng chép leo thì còn gì bằng nữa các bác. Vâng, vậy là các bác ạ. Các bác ơi, đừng có một lần sợ tốn mà bốn lần các bác mua không xong. Các bác ạ, thì đây là những bộ dàn của Loan LDS. Em đã nhận được tất cả các bác đặt cọc của em 1 triệu. Và vừa lấy em cũng nhận xuống này chim. Em nhận một bộ, tiếp tục một bộ nữa của bác ở Thái Bình, là một bộ 40 triệu các bác nhé. Và đây là bộ này của bác cũng cọc em 1 triệu rồi. Là những bộ dàn của LDS, có lô LDS này thì em ghép dàn rất chi là nhiều các bác. Vâng, thì tất cả những bác đặt hàng của em đây rồi các bác nhá, thì các bác chờ em, mai em sẽ gửi đi cho các bác nhá. Vâng vâng, thì cuối video rồi, em cũng không còn gì nữa. Và em chào và hẹn gặp lại các bác ở những buổi video sau, những buổi livestream sau các bác nhá. Thật lòng mà nói cảm ơn tất cả các bác nhá. Và em chào và hẹn gặp lại ạ.